Láng không. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với Nông Trại Vui Vẻ. Thử cắt nhạc trứng vàng, thử tài bắt vịt, nhanh tay bắt cá. Yeah. Xin mời cô Vin. Xin mời gia đình cô Vin. Phía xa xa là có gia đình của bé Lina. Dạ, em chào chị Lan Phương ạ. Chào tất cả mọi người ạ. Gia đình Xuân Nghị và Lan Phương, Lina, chào tất cả mọi người. Ồ, anh đi đâu vậy anh? Dạ, người trợ giúp hả chị? Thôi, mọi người biết rồi thì thôi. Thời gian bắt đầu. Gom hết đi, gom càng nhiều càng tốt. Giờ đây bắt đầu. Dễ thương, trời ơi, dễ thương. Ở đây có camera chắc hẳn là sẽ có chúng. Hồi nãy giờ con kiếm được bao nhiêu quả trứng rồi? 1, 2, 3, 4. Wow. Cách kiểm tra. Đập trứng vào đầu, đập trứng vào đầu. 1, 2. Ôi cái kìa. Con cá mà con kêu đi, con kêu em đi. Con nói giò lên em mới nghe. Tôi còn sợ nữa. Con cá đâu chứ chân em. Nó bò qua đụng đụng cái chân. Đi đi. Trời ơi, con biết là đâu hết. Bàn. Bàn. Một, hai, ba, bắt đầu. Để ơi, con. Cái gì vậy? Cái vấn đề nó không phải là dí con vịt, mà cái vấn đề nó là ôm con vịt vô xong rồi nó dãy dụa rồi lông tóc rồi đủ thứ các thứ từ cái người con vịt nó chảy ra nữa. Hả? Bye bye. Ôm em vịt, ôm bắt luôn con, bắt luôn con, dập nó nhanh lên con, đẩy xuống. Ôm em, đúng rồi, dịnh cái cổ nó con trai, dịnh cái cổ nó, dập cái cổ nó, dập cái cổ nó. Đúng rồi. Đây, quá sợ thế nào đó, dễ. Đón xem tập 5 thử thách lớn khôn mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 thứ 6 ngày 23 tháng 12 năm 2022 trên HTV7.